Chào các bạn, chào các bạn tới với kênh YouTube của Đức Anh nha. Bữa giờ Sài Gòn mình cách ly cũng được gần 1 tháng rồi. Thì trong 1 tháng vừa rồi đó thì mình ở trong nhà không mà không đi làm, không đi chơi. Nói chung là mình không ra khỏi nhà đó. Cùng lắm thì ra ngoài sân tập thể dục thôi à, không đi đâu hết á. Thì con người mình cảm thấy nó rất là ù lì, khó chịu. Thì mình mới quyết định là ngày mai mình sẽ đi cắm trại với gia đình mình. Thì cái địa điểm ngày mai mình tới đó, đó là Mũi Yến, thuộc về tỉnh Bình Thuận. Mình thì chưa tới đây lần nào hết á, nhưng mà có coi review trên mạng về cái cảnh ở đó mình thấy thích, nên mình mai mình sẽ làm một chuyến đi tới đó, một sở thị xem nó sẽ như thế nào. Dịch người ta nói hạn chế đi lại, nhưng mà mình nghĩ chuyến đi là hoàn toàn là thỏa đáng, tại vì mình đi mình không tiếp xúc với ai nè, mình là ngồi trên xe không luôn, xe của cá nhân, xe mình tới đó là trong rừng luôn, mình chẳng gặp ai đó, thành ra mình cũng không sợ tiếp xúc ai hay là tụ tập đông người, hoàn toàn là không có. Các bạn cùng với mình khám phá cái địa điểm ngày mai nhé. Chắc các bạn cũng giống mình, mỗi lần mà chuẩn bị đi đâu chơi xa thường là nguyên đêm đó mình sẽ mất ngủ, mình không ngủ được. Thành ra tối hôm qua mình ngủ hơi trễ, 3-4 giờ sáng mình mới ngủ dậy lần. Thành ra bây giờ là gần trưa mình mới dậy để chất xe lên xe bán tải và lều trại những trang thiết bị cần thiết cho chuyến đi ngày hôm nay. Xe bán tải thì cái thùng rất là rộng nên mình đem được theo rất là nhiều đồ nữa các bạn. Địa điểm hôm nay chúng ta sẽ tới đó là Mũi Yến thuộc tỉnh Bình Thuận. Google Maps dự tính cái đường này là 235 cây số và khoảng 4 tiếng rưỡi lái xe. Nhưng mà mình nghĩ mình đi sẽ khoảng hơn 4 tiếng rưỡi đó, tại vì mình đi mình ghé la cà ngoài đường rất là nhiều. Quãng đường này sẽ rất là dài các bạn. Đó, cái điểm mình đánh dấu đỏ trên màn hình đó là cái địa điểm hôm nay mình sẽ tới. Sau khoảng hơn 4 tiếng mấy thì mình cũng đã tới được điểm đầu tiên. Thì theo như Google Maps định vị thì cái hòn đảo xa xa phía đằng trước á, đó là Mũi Yến, là cái địa điểm chúng ta sẽ tới ngày hôm nay. Chỗ này thì mình tới đây, đây là lần đầu tiên nên là mình sẽ không biết đường vào. Mình sẽ ghé vào nhà dân để hỏi cái đường để đi vào đó. Mình chưa đi lần nào hết nên cái video này hoàn toàn là dạng khám phá, mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Nếu có dịp lần sau tới mình sẽ review rõ hơn, chi tiết hơn, tại vì chuyến đi này nó cũng tương đối là gian nan. Mình hỏi nhà dân thì người ta cũng đã chỉ vào đây rồi, đường vào rất là quanh co và khó đi. Các bạn đi xe máy vào thì sẽ dễ, còn mình đi xe ô tô thì hơi cực. Đi xe gầm thấp, những cái xe kia sedan thì vào đây sẽ khó hơn rất là nhiều các bạn. Đường đi tuy có khó khăn nhưng mà mình cũng cảm giác được đền đáp phần nào vì phong cảnh ở đây rất là tuyệt vời đó các bạn. Có ao hồ ha, rồi có núi, có biển, rồi có nguyên cái thảo nguyên lớn luôn, rất là đẹp, không có thiếu, không có gì thiếu ở đây nữa. Thích thì tắm biển lên là có nguyên thảo nguyên nè, các bạn thấy không, đã. Bây giờ cũng hơn 5 giờ rồi, bây giờ mình tranh thủ kiếm cái bãi nào ok mình hạ lều nha, mất công chút mặt trời xuống á là không thấy đường hạ lều đâu các bạn ơi. Sau khi hạ lều mình sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một chút, tại vì mình lái xe hơn 5 tiếng rồi. Anh em đang bày hạ lều ra, chuẩn bị ăn uống nghỉ ngơi buổi tối. Đây là anh Sơn, từng vết cắt điệu nghệ. Anh Sơn đang làm tại phòng khám Nam Khoa thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy. Chuyên ngành của anh là cắt bao quy đầu. Hôm nay anh đã vận dụng kỹ năng nghề nghiệp vào chế biến thực phẩm. Các bạn có thấy không? Rất dứt khoát. Bằng công việc này, hàng ngày anh Sơn tạo thu nhập từ 10 đến 15 triệu trên một ngày. Một ngày anh cắt khoảng 2 đến 30 phần 2 đến 30 cái quy đầu. Anh cắt không miệng. Phần quy đầu còn lại anh đem về ngâm thuốc uống. Tối hôm qua mình ngủ cũng sớm lắm, thành ra bây giờ mình dậy sớm nè, bây giờ mới khoảng gần 6 giờ sáng thôi. Mình tính dậy ngắm bình minh. Bạn bè của mình, mấy người đi chung thì ai cũng đang ngủ hết trơn nè. Ngủ trợn mắt luôn các bạn. Rất là ngon tại vì đi chơi mệt mà. Tính dậy ngắm bình minh, pha cà phê uống. Rồi chút nữa nắng đẹp rồi mình đi chụp hình kỷ niệm. Các bạn coi cái clip này của mình nha, mình mới quay nè. Cho em chơi thôi.
cái clip nãy mình làm mình cho anh vui thôi. Chuyến đi lần này mình chạy xe bán tải, thành ra là đem theo được rất nhiều đồ. Mình có đem theo nguyên bộ đồ nghề xăm luôn. Mình sẽ xăm cho bạn của mình một hình để kỷ niệm với chuyến đi. Chả biết xăm cái gì hết thì mình mới nảy ra ý tưởng là xăm luôn cái phong cảnh của cái địa điểm này lên người của bạn mình luôn, giống như một cái kỷ niệm một chuyến đi chơi vậy đó. Tại vì thấy phong cảnh ở đây cũng đẹp, cũng ok, mình mới xăm luôn. Lâu lâu đổi địa điểm làm việc vậy á, để cho mình tinh thần mình sảng khoái hơn, đổi cảnh chút xíu. Nói chung là lúc nào cũng phải mới mẻ, cuộc sống mình nó mới nhiều màu sắc được các bạn. Nhiều người nói đi vậy chi cho cực trời, ăn lèo ở bụi rồi á, chi cho nó cực vậy. Nhưng mà mình thích, mọi bạn thích thì đâu giải thích được. Đồng ý là nó có cực hơn, nó không có tiện một cái gì đó. Nhưng mà mình thích thì mình làm thôi, trải nghiệm của tuổi trẻ mà. Đó, sau khoảng hơn một tiếng thì mình cũng xong xong cái hình cho bạn mình rồi. Bây giờ mình sẽ ra nổ máy chiếc xe cầu cào, chạy vòng vòng chơi một chút xíu rồi chắc mình về lại Sài Gòn. Chiếc xe mình đem theo thì nó có dính chút vấn đề về đường xăng con, thành ra là vặn ở những cái giữa ga đổ đi thì nó bị hụt, nó không chạy được nữa, nên mình không có leo đồi cát được, nên mình chỉ chạy vòng vòng ở khúc dưới chơi thôi, chứ không chạy thì buồn quá, thất vọng quá. Mình không biết sao á, hôm qua mình test ở nhà thì vẫn ok hết, nhưng mà không biết do vận chuyển hay là sao đó, xăng nó ngọt xuống. Mình có đem bộ đồ nghề theo để sửa nhưng mà cũng khắc phục được phần nào đó thôi. Khoảng cỡ giữa nửa ga là nó bị ngọt, nó không có lên được nữa, nên mình không có leo đồi cát được. Buồn ghê. Chủ yếu chuyến đi này là đem xe lên bay đồi cát nhưng mà không được. Cái chỗ này đây cũng là cái lần đầu tiên mình tới đây thôi, thành ra là không biết gì nhiều gì đó, nên mình cũng không có review cho các bạn xem được nhiều. Lần sau nếu mà mình có dịp đi tới đây lại lần nữa thì mình sẽ review chi tiết cho các bạn coi, mình sẽ có chuẩn bị tốt hơn. Tại vì mình cũng mới tham gia tập tành cắm trại được 1-2 lần thôi à, ra là mình chưa có kinh nghiệm gì nhiều hết. Rất là mong các bạn xem video của mình và tương tác với mình để cho mình có thêm nhiều động lực mình làm video chia sẻ cho các bạn nhiều hơn. Xin chào và tạm biệt các bạn nha. Và xin nhắc lại, mình là Đức Anh, tới từ Lucky Tattoo.